quay trở lại với channel của mình. Và mình chính là Hi đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, share thêm một video cho mình. Và đừng quên qua đăng ký những thành viên khác, cũng như là kênh Hi Ha Shop và Hi Ha Jumia và Jimmy, cũng như là Hi Ha Jummy, để ủng hộ thêm cho mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, nhưng mà ngày hôm nay các bạn ơi, chúng ta có một cái thí ví dụ này cũng khá là vui. Tôi nghĩ là tôi xuống chơi một cái game này cho các bạn coi nha. Tôi mới gọi là tải được một cái game khá là hay ho luôn. Đâu rồi ta? Để tôi cho các bạn coi nè. Đó hay đó, cái game siêu tuyệt vời luôn đúng không mọi người? Hay ấy, em chuyện hả? Ước quá, vui vẻ quá. Sao? Đồ khùng đồ điên. Ui đang giới thiệu cho mấy bạn fan là mấy cái game chơi đúng vậy mà. Không giới thiệu bảo một có hiểu lòng của mấy bạn fan. Đi theo tôi. Không hiểu lòng mấy bạn fan. Nghĩ sao vậy? Tôi luôn luôn hiểu lòng mấy bạn fan của tôi nhiều nhất luôn á. Nghĩ sao mà không biết được. Ờ. Ờ đó, cái này biết không? Anh Hi Ha ơi. Chắc biết quá. Anh có thể làm một video là chui vào team Danny Benny tập 2 được không ạ? Mặt buồn. Có dâu, có giọt nước, mặt buồn có giọt nước. Ôi ơi, bạn Vi Quyên. Quyên Vi hay là Quyền Vi Quyền gì đó. Trời ơi sorry bạn ngang. Bây giờ là từ từ tôi mới làm chứ không phải là tôi không làm các bạn. Nên cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Nếu bạn nói như vậy rồi thì ngay hôm nay chúng ta sẽ chui vào team của Danny Benny lần 2 để coi thử bên trong có những gì thay đổi sau trận chiến thước ghi lần 2 nha các bạn. Còn bây giờ thì dạ bình thường thì rủ ông thì ông không đi, không giờ các ông đi. Đúng rồi. Lọc mà ông thai mà ui, không ưu tiên mấy bạn fan hơn. Bà là cái gì đâu. Nói gì vậy hả? Giết chết luôn. Thôi được rồi, bây giờ thì hey. Đây. Đây. Đây đây các bạn ơi. Làm này yêu cầu của các bạn luôn. Các bạn bởi vậy yêu cầu cái gì là tôi làm liền, trừ yêu cầu của Jimmy thôi. Các bạn nhớ yêu cầu của mình bên dưới bình luận nha. Còn bây giờ đây. Đi thôi, đi thôi. Jimmy nó cố đánh tôi mà đánh không được. Tôi yêu cầu của Jimmy đâu. Nhưng mà tôi yêu Jimmy mà. Tôi đâu có yêu cầu mà tôi yêu cầu đúng không? Yêu. Yo yo yo. Trời ơi bà lũi eo anh bển vậy. Cả có con bò ở đâu mà nằm dưới block luôn nè. Ghê thiệt chứ. Đâu rồi ta? Danny Benny đâu rồi ta? Danny Benny đâu? Ui giời. Danny Benny đâu rồi? Danny Benny đâu rồi ta? Danny đâu rồi? Ủa Danny khứa này đâu mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Không, nay không thấy khứa đâu vậy. Trời trời ơi, cái thằng chú Hề này làm hết hồn mà mày trốn ở đâu vậy mày? Hello chú Hề. Ê hôm nay tụi tao đem tới một cái món ăn cho tụi mày vui lắm, ngon lắm. À tao đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây, đó. Không phải, không phải món ăn, không phải món ăn. Cứ vậy. Tao đem thứ tướng mà mày rất là thích. Đào, 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 thứ gì tao đào. Nè, chuẩn bị chưa? Đó. Đó, 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 ai, cái gì vậy? Ơi, cái gì vậy? Ủa? Cái đó là gì đâu? Đợi hư áo đưa em vào con mê. Hay lắm Jimmy ơi. Bây giờ thì chúng ta. Trời ơi, sao vô? Vô bình thường thôi. Ok, vô luôn. Quê. Ôi giời. Cuối cùng cũng vô được rồi. Hello. Hello. Ai cho bà bay vô đây? Đi ra, đi ra, đi ra. Benny ơi, tụi tôi vô, tụi tôi chỉ tham quan rồi, có làm gì đâu Benny. Không, không, ta không cho bà bay vô. Vô vậy, đi, 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 chơi nè, đi chơi. Vô, vô, đi, 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 chơi, đi, chơi. Ai, cái thằng ngu kia, không được vô. Ai, không được ai vô. Trời ơi. Đi vô, để ta dẫn cho nè. Ai, cái thằng ngu kia, đừng có điều khiển rồi. Bà bay đi vậy. Ai, đi, đi, chơi, đi. Đi ra ngoài vậy. Qua căn phòng không vô đây. Wow. Vậy, ai, vô. Trời ơi, một đứa chăm, một đứa thì cho, một đứa thì gì. Mệt quá, đi đâu, để cho anh chú Hề đi. Chỗ này chỗ của ta, chỗ này chỗ của tôi nè. Chỗ này là cái gì đây? Đây, tôi rất là thích gọi là tắm suối nước nóng và ngắm hoa anh đào đó. Nên đây là chỗ yêu thích nhất của tôi. Trời ơi, tắm suối nước nóng, ngắm hoa anh đào luôn á. Cái gì nghe, hát giỡn quá trời. Nghe kiểu kiểu ơi, giống như là kiểu gì cha. Trời ơi, đang lạc vào một vườn hoa. Trời ơi, trời ơi, cái hoa đó hoa gì bên Nhật Bản á. Có cái hoa gì nó hoa gì? Tên hoa anh đào nhưng mà hoa anh đào nhưng mà nó tên tiếng Nhật ông nội. À, Sakura. Ừ đúng rồi, như là Sakura đúng không? Trời đúng rồi, đúng ủa, rồi. Giờ mấy khứa kia có hết ông đâu đi mà ra coi rồi. Mà tôi biết được này nè, piano tiếng Nhật ơi. À cô không thích cái này cho lắm nè. Tại sao? Như dục cho mình ông nội vậy à. Đâu vậy rồi? Tại sao thích kiểu mày có lý do. Ta ghét tắm. Trời ơi, ở dơ vậy ông nội. Ta ghét rồi, tắm. Rồi tắm. Ở dơ thôi. Vậy. Ông phải tắm chứ. Đúng rồi. Đến nơi dù về để đây muốn mọi người trong mắt á. Thấy Danny ở đâu? Một thằng sạch đúng rồi. Một thằng sạch đúng rồi, chỉ cần một đứa sạch. Đúng rồi.
Anh kia tắm là không như là không tắm luôn rồi đúng không? Thôi cho tôi giặt chú Hải. Tôi mệt quá, tôi muốn rồi rồi cho chú Hải coi hỏi chú Hải cái coi. Này, vậy. Alo, alo, có tắm không? Có tắm không? Tắm mà cũng có. Không có nhưng mà tao thích là gọi là xuống nước quậy hơn là tắm. Trời ơi, tắm nước đổ hả? Trời ơi, chú Hải này đúng là nó lắm nước đâu quá. Chú Hải đúng là chú Hải. Không nước mà trẻ trâu gì đâu luôn. Thì đâu sao tôi vẫn không đi công viên nước chịu không? Hợp lý không? Đáp. Được rồi, rồi không đi nha. Trời ơi. Anh kia, tao không có đi là mày cũng không có đi á. À, chú Hải ơi, em không chịu kìa. Đây đây đây, qua phòng tiếp theo đi. Đây 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 nè, tao dẫn đi nè, tao dẫn nè, phòng tiếp theo. Cái phòng này của ta mà. Ô phòng ơi, mấy con gì vậy? Đây là phòng của ta, ta thích những con quái vật trong bát rum á. Con này trong bát rum nè. Nè, nếu các bạn không biết á thì trong là bát rum mình có quay video hầm mộ nè. Hầm mộ là phải hầm mộ là phải hầm mộ. Ông thích mấy con này vậy? Tự nhiên ta thích những con quái vật nhìn kinh dị giống vậy. Trời ơi. Ê ơi, dạng có video ủng hộ kênh tôi đi. Tôi làm hai mày luôn. Trời ơi, ủa vậy rồi chú Hải nó có thích này không? Ai, ta không thích nha, cái này ghê lắm. Ờ, đi qua chỗ khác đi. Ờ, đi qua chỗ khác đi cũng hợp lý nha. Thôi không thích cho lắm. Thấy nụ cười kìa, nụ cười của ông kìa. Thích mấy gì đâu. Ta thích đẹp của ta, còn hai cái kia mày không thích thì tôi. Tôi nói thiệt vậy nha, tôi thích cái nụ cười đó thiệt đấy nha. Đúng là đúng là đa nhân cách đó, nhìn mày. Đứa thích này, đứa thích cái kia. Ừ, nhưng mà ông cứ cái nụ cười với cái trong phòng đó thiệt á. Tao đâu, này của ai đây? Không biết đâu, đây rồi. Ủa vậy? Ừ. Rạp xiếc hả? Đây là chỗ đầu bông. Xin tự giới thiệu hôm nay chú Hoài. Ủa ông tên là gì vậy? Ví dụ đây okay, đi bên đây ông là cái gì? Phải có một cái tên gì? Chưa có tên. Ok Hài Hước. Cứ đặt chị tên. Chị tôi sẽ kêu ông là Joker nha. Chịu không? Chịu không? Gì? Tên gì? Cơ. Thôi. À lại đặt tên Joker đúng không? À, mệt quá, vô đây. Tại sao ông lại thích cái này? Ông là vé lồ chú Hoài, vé lồ. Ta thích sự vui vẻ với ta hết. Ta muốn sau này ta sẽ mở ra được cái rạp xiếc mà có được nhiều chú Hà trong đó. Trời ơi. Tại là ông có muốn nhiều thích người khác không? Xiếc hả trời? Trời ơi, cái chỗ gì đây? Mấy bọn này, ta nhìn ta muốn giết bọn này ra. Trời ơi, chú Hà vui muốn chết mà nói gì kìa trời. Ủa tại sao thích vô cái chỗ chú Hà này là sao? Đương nhiên đó tại ta cũng thích mấy này nó cũng vui vui á. Ê ta ghét nha, mấy đứa này ồn ào lắm á. Tao quay phòng bé đi. Trời ơi, đi qua phòng khoét hồng của ông thì ông kêu ơi là ai? Mắc cười quá à. Trời ơi, những cái nơi này là nơi tiệc tùng rồi nó mới vui đúng không? Đi bên đi. Đúng rồi, chú Hoài là người thắng đem nụ cười tới cho người khác đúng không? Một nụ cười bằng 10 tháng hút bổ. Nhưng một nụ cười không vui. Trời ơi, khứa Benny này quả quá. Nhưng mà ở đây cũng vui mà. Ở đây mấy con hà này cũng vui. Ta cũng thích bọn này nữa. Đúng rồi, mấy cái này vui mà. Thôi đi tiếp đi cho mày ơi. Khứa Benny này hung dữ quá. Gì không đúng ý nè. Ai vậy? Gì đây? Trời ơi, cái gì đây? Ai, trời ơi, có bạn ta. Trời ơi, cái gì đây? Cái ba người luôn kìa. Trời ơi. Đây là cái chỗ vậy chờ cái gì đen đi cái gì đen đi yêu nhau hả lao quá lao ơi trời bọn ta là anh em với nhau tại do bọn ta ít đi chơi chung với nhau thôi anh em gì ngồi kéo gì cho ừ ta phải có chỗ ở cho ta vợ chứ trời ơi đâu còn ta đâu này nghịch ngu nè ai là nó không dễ biết tính lắm á chỗ đó vui mà trên đó bây giờ tôi hiểu tại sao rồi có thể là ngày trước á cái những cắt của ông là giống như là à, là mấy cái này là do bớt ông bị chết rồi đúng không do bị ông chết cắt luôn à làm gì có cho mấy bạn ông lâu lâu tự nhiên tôi đụng vô cái nó dí chạy vòng vui lắm thằng này có sở thích ngộ quá mấy bạn ơi chú ơi này buồn cười quá ơi đi qua cái khác đi thì ra cánh cổng này là những cây ít chơi với nhau ok đây không những nhân cách của Danny chứ lộn những nhân cách của Danny Benny hết chơi với nhau đúng là tình anh em nữa mà các bạn trong một cơ thể nhưng mà vẫn là có anh em mái công nghiệp vai cái gì đây cái gì đây đâu tình anh em mái công nghiệp vai đúng vậy đồ người ở giữa bảo chơi hai người kia hả hay gì vậy anh Benny đơn vậy rồi ai đó tàn là bị bắt nạt không mà một đứa ngu một đứa hèn đứa nào ngu à mẹ đi đây vậy thằng này thằng ngu nè thằng này thằng bị bắt nạt tao không có ngu nha tao mới ngu hả tao vui nha vui tao ok dễ nha chứ không có ngu nha mày rất là ngu á mày đi nghịch ngu trời đó ngu ngu mà trời ơi ba nhân cách này buồn cười quá các bạn ơi nó đối lập nhau hoàn toàn luôn á một đứa thì hiền một đứa thì hung dữ một đứa thì đúng nó nhiều một đứa thì hoàn toàn là vàng thiệt nhức đầu đó hết rồi wow đúng là tình anh em mai không mẹ đi được các bạn chụp bức hình với bản thân bức hình cho các bạn coi các bạn chụp giùm mình bức hình cho ba anh em này coi
Gái bây giờ đèn, là đèn. Phi người đàn ông cốc. Gái gái nói ra tôi nghe. Đây Rồi, dạ đây. Không được. Sao mà dài đơn giản được đúng không? Hứt đi chú Hề. Dạ đây. Ờ, chú Hề nhìn thấy luôn vậy? Giờ mình đi cái này nè. Nãy giờ tôi chưa đi. Có cái mặt mà bị lé nè. Ai say vậy? Đừng có nói ước mơ của ông là cái mặt ông vậy nha. À, nhiều lắm. Tao muốn có nhiều mặt lắm. Ờ, đi. Ờ, vô trái tim đổi sợ nó mới vui nè. Không có vô trong đó. Sao mà không được? Ai? Ôi. Ai vậy? Mấy nhân cách kia. Ai, đây là nỗi sợ của tôi. Tôi sợ mấy nhân cách đó bắt nạt tôi lắm. Trời ơi, tưởng vui vẻ là. Tưởng vui vẻ. Mấy đứa này á, ta xử cái một á. Ghê à. Tôi làm thêm lần nữa coi. Ghê à. Ghê rồi. Ghê à. Hổ báo thì chứ các bạn ơi. Bạn đi hổ báo nha mọi người. Không đó nha. Ai tôi nhìn cái góc nhà mà chỉ lấy một cái đầu của nó thôi. Tôi che hết rồi. Che hết những cái miệng đáng sợ của nó rồi. Cái gì vậy che? Góc tôi che rồi. Tôi nhìn nó sợ luôn nha. Những nhân cách này đúng là quả nhiên là mạnh thiệt luôn á. Cho dù Benny nói là Benny xử được nhưng mà cũng không xử được đâu mọi người. Tôi thấy đẹp đúng không? Ghi chú Hải. Cả bọn mày luôn nó đẹp mắt đẹp tao à. Tôi yêu chú Hải quá. Tội nghiệp vậy. Sao mày không diễn hài cho nó coi? Trời ơi, diễn hài xong rồi nó cười. Ai mày ngu quá. Lo con chạy diễn hài cho nó coi. Ủa mắt liệu Benny có làm được gì tụi này không? Benny thì làm gì được? Benny đâu có mạnh mà. Thôi, trầu nó mạnh như quỷ vậy đó. Chứ là đó, kỳ đối thượng đánh nó còn tổn hảo nè. Rồi qua cái tiếp theo đi. Một cầu nữa đúng không? Tôi hay cháy rồi. Chỗ này tôi sợ. Ủa ông hả? Đúng rồi, tôi sợ cháy rừng á. Tại do có một đợt cháy rừng rất là lớn và tôi rất giết rất là nhiều động vật. Dập lửa đi. Trời ơi đừng có hối như ông nội. Trời ơi còn cháy quá trời cháy luôn nè. Biết dập sao hết đây. Trời ơi cuối cùng cũng dập xong một đống lửa nè mấy bạn ơi. Nhưng mà đây rồi. Dập xong là chỉ còn đống cho tàn thôi. Thôi qua phòng tiếp theo luôn. Nhanh lên. Ồ phòng này màu đỏ đây. Để tôi coi thử coi qua phòng tiếp theo là nó màu gì luôn á các bạn. Đi về, ta không vô phòng đó đâu. Trời ơi, gì mà chơi nhùng vậy trời. Ủa bà kia kia. Ôi, con gì vậy? Thấy chưa, ta nói rồi. Ta sợ lắm. Ai sợ? Rồi xong hết rồi. Vậy chú Hoàng thích đánh này chắc luôn. Mày nè. Rồi, cái này cái gì vậy? Con đĩa này nó hút máu và nó bám rất là trâu bò trên cái chân của mấy bạn. Nếu mà mấy bạn đi trên sình mà các bạn đỡ nó dính vô á các bạn rất là khó. Mà muốn mà có thể lấy ra được cái con này để tôi giúp ông cho Danny ơi. Sao lộn Danny ơi. Có một cách để có thể tháo được con này ra đó chính là ông hãy dùng cái nước bọt của ông á. Ông chay lên nó một cái là một xíu là nó mềm ra là ông lấy ra được à. Để tao liếm cơ thể cho mày đứa nào. Thôi. Ê, mày dơ vừa thôi. Đúng rồi, dơ vừa thôi. Cứ chú Hài nãy dơ quá bạn ơi. Hết rồi. Buồn vậy. Ui, nỗi sợ à, mỗi đứa sợ một cái chứ mày ơi. Mình phải ghét. Đúng rồi, để coi thử coi ba người này ghét cái gì coi. Dơ. Đây. Con đường màu vàng, ủa lại có cây kiếm. Ủa? À, bà ghét độc sắc, tôi ghét độc sắc lắm, Ai vậy? Quá giờ sắp. Trời ơi, thằng quỷ đó, quỷ chứ thầy. Nó đứng, nó cổ vỗ rồi bạn ơi. Mày nè. Sao lắm mày à, ơi, không qua được. Chết hết rồi. Ôi, còn nhiều lắm. Ai, cầm mấy đứa nè. Đánh đi. Mình chạy. Tôi lại mua, tôi giờ lên. Để tôi viết hết đống này ra. Quái vật sách.
khóa vô sách. Quyết định rồi, mình quay lại cho đó đi nha. Còn ai đâu? Chơi đủ hết rồi. Rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, các bạn có ai sợ quán quái vật sách này giống mấy thằng này. Trời ơi, Danny Benny mà nó ghét sách đến nỗi mà nó ám ảnh luôn các bạn ơi. Nó tưởng tượng ra được mấy con quái vật sách với nó luôn kìa. Ủa sao không ghét sách như vậy? Tự nhiên hồi tôi không thích đọc. Mấy này đọc chữ rối lắm, đi chơi mới vui chứ. Trời ơi, đúng là ham chơi thì chứ. Đứa ham chơi, đứa thì lười. À, cũng ghét sách lắm. Ủa, đứa lười, đứa dữ. Chứ còn Danny thì sao? Tôi không ghét, tôi cũng thích đọc sách lắm nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều. Ờ đúng rồi. À tôi biết có một người thích nè, đó chính là Hức Ghi Thông. À lộn. Danny Benny mà nhưng cách thông thái á các bạn. Thường thường thì ổng đọc sách để trao dồi kiến thức nhiều lắm á. Thôi được rồi. Bây giờ đi qua cái tiếp theo coi. Ủa cái ổng á. Đù cái cửa này nó bằng gỗ luôn. Ủa mà tôi nghe tiếng con gì á. Ê à. Gì vậy? Đây. Con bạc. Tôi cực kỳ ghét những bọn mà gọi là săn bắt động vật. Ồ, đúng rồi, động vật là của thiên nhiên mà các bạn. Nếu mà chúng ta săn bắt như vậy, bọn chúng sẽ bị tuyệt chủng. Là lúc đó chúng ta không còn thấy động vật nữa đâu. Nha, hồi nãy tôi tưởng ghét mấy con bạc là ghét thật kỳ vật kỳ chứ. Đâu ghét đâu này là phòng... mày ghét. Ủa trong phòng này em có gì vậy? Ghét mấy con bắt động vật lắm. Ồ, phòng đó như tỏ. Bắt này có bắt gấu nè các bạn ơi. Bắt con bẹt nữa các bạn. Tôi hỏi nhà Benny với chú Hồi kia với ông á, có đứa nào ghét thật kỳ vật kỳ không? Cái thằng cướp biển á. Thằng cướp bẻ á, ai tao muốn quýnh lộn với đó luôn á. Có thằng nào vậy? Đứa này đâu biết ai đâu, thôi không biết ai đâu, mệt quá. Ủa, đứa này chỉ biết Gordy với lại câu quay à. Biết câu quay không? Biết câu quay không? Biết câu quay hôm bữa cửa ngựa. Biết câu quay không? À, ta là người nhà không. Thằng cửa ngựa lần trước mà mày kêu cho mượn con ngựa đó. Mà có cái tin quá. Trời ơi, cứ này dễ quên thì chứ. Các bạn có nhớ cái tập cái cảnh mà nó cho mượn con ngựa lúc mà trong Danny Benny mà trận chiến Hức Ghi lần 2 của mình không bạn? Các bạn nhớ tập mấy thì các bạn comment ở bên dưới nha. Ok, bây giờ qua phòng cái này thôi. Ủa cái gì qua màu hồng vậy? Ủa ghét cái gì mà màu hồng vậy trời? Ai thì nhà đó này luôn. Mèo. Ghét mèo. Tại sao lại ghét mèo? Ông người ghét mèo từ đầu. Trời ơi, à ghét lông mèo hả? Nó đâu ghét lông, nó trong nghe nha. Trên thế giới này ông nuôi con nào có lông nó cũng rụng lông chứ không riêng con mèo. Đúng rồi, con người con được sống mà. Tại do thằng Thêm đây á. Tự nhiên cho tôi. Tại mày á, cũng nào con mèo với con mèo về trở tàu. Tôi bơ ấp nó là lông vô miệng của ta không à. Làm ta phun tờ lơ á. Vậy thì ông muốn cái cây mà út lông đi. Trời ơi, đúng là ba nhân cách nó khó chịu quá bạn ơi. Đứa này không hít nhưng mà đứa kia đem về. Nè, ông giúp nè. Đó, ông cầm cái máy hút bụi, ông hút tạch người của Danny trước. Tôi có cách nè. Chị tại sao ông nên nuôi mèo mà mèo không lông của ai cặp á, con mèo mà giống con con trong Dragon Ball con bị rớt đó các bạn có biết không? Comment ở bên dưới cho mình biết nha. Đó, con đó đâu? Tích mấy con đó luôn. Mèo đó có lông đâu. Mèo có lông nè. Bọn này có lông nè, còn thêm cái thằng ngu kia nữa. Nó bỏ cái mèo quy vô họng luôn, tèn lông trong họng thằng ngu này gì vậy? Nó siết mèo á. Ai đâu có đâu. Này tôi thấy con mèo đó bỏ con mèo vô miệng như da bằng lỗ tai phải không? Rồi. Nó bỏ con mèo vô miệng luôn. Quá kêu này chơi ngu thiệt chứ. Không vui tôi tụi mấy con người bỏ con mèo vô miệng nữa nha. Bùm, rồi, bùm. Ở từ đó, dạ đây. Nhưng phải có bí mật, chắc chắn nằm ở đâu đó. Căn phòng bí mật nữa. Ở dưới này có cái nút gì nè. Đây, nút cái gì mà tóc. Nút này nó không có tác dụng gì hết đó bạn ơi. Rồi. Tôi không có tin là hết đơn giản như vậy đâu, đúng không mọi người? Tại vì bên trong tim đứa nào cũng có một cái điều bí mật gì đó mà mình không biết được. Nên bây giờ mình phải đi tìm coi. Đây, có ba cái luôn á. Dùm ơi, đây nè. Ủa bên này cũng có cái nút mà. Hello, woohoo. Tiếp đợt, tốt hay à. Nhìn lại bí mật đi nha. Một bí mật đi cả. Bí mật. Ủa? Gì đây? Cái gì vậy? Tiệm bấm vậy thôi có nhiều. Ừ được cũng đúng. Bí mật nó cũng có vậy thôi à. Ủa nhưng mà lúc này là còn cầm dây chuyền mà. Giờ đeo cái vòng tay không đổi hình khác đi ba. Trời ơi. À bỏ tao đưa cho thằng ngu kia đổi á. Thằng ngu nào nó đổi à. Đi nhiều. Vẫn còn đeo cầm dây chuyền luôn nè mấy bạn. Ừ nhưng mà tôi biết wow, được. Wow công nhận. Nhưng mà tôi biết được mấy nhân cách ngoài sao rồi nha. Đúng không? Đi chị để biết màu đỏ hả? Bữa tự nhiên tôi thấy là mấy người này giả dạ, phải xúc cộng dây chuyền ra thì mới cái gì. Ờ cái này cộng dây chuyền trước á tôi cũng không hiểu nữa. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao khi mà Danny thì lại là màu xanh nhưng hoa Benny nó lại màu đỏ? Tôi muốn biết quá. Ông cho tôi biết được không vậy? Chắc là đổi nhân cách hay gì đó. Thôi tôi cũng không rõ mấy cái này gì nữa. Ủa nhưng mà này còn quá trời nhân cách ngoài sao hả? Ồ nhưng mà này tôi biết đời nào rồi bạn. Tôi còn rất nhiều luôn hả? Đúng rồi. Tôi biết rồi. Nó còn vô cực. Tôi từng đi một căn phòng vô cực nhân cách của ông rồi. Tôi sợ lắm rồi. Bọn nó mà khác ra đi. Mình trốn vô trong đó mà sao mà cảm thấy cho nó biết được nè. Tụi tôi đấy. Tôi nằm mơ tôi nằm
năm mới, tôi năm mới, tôi thấy là tôi thấy ông ấy chồng luôn, ông bán mấy nhiêu cách khác rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lão vậy đi chú ơi. Thôi các bạn ơi, vậy là chúng ta khám phá trong tim của Danny Penny xong rồi nha. Bây giờ các bạn thích mình khám phá trong tim của ai nữa thì comment bên dưới của bây giờ đi. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo của mình và Giấm Mây. Còn bây giờ đây, bye bye. Bye bye. Bye bye. Đừng quên cho mình like, bye bye. Bye bye.